ngày 6 tháng 5, tức 29 tháng 1 âm lịch, tại di tích lịch sử văn hóa Đền Xã Tắc và khu vực sông Ka Long thuộc phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ hội Đền Xã Tắc năm 2019. Lễ hội nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản truyền thống và di tích Đền Xã Tắc. Lễ hội năm nay, ngoài các nghi lễ chính như lễ cấp thủy, lấy nước, lễ mộc dục, tắm tượng, lễ nghinh thần, rước thần Xã Tắc du xuân, lễ an vị tượng tại đàn tế, lễ tế Xã Tắc, thì phần hội còn được mở rộng thêm các hoạt động gồm biểu diễn văn nghệ, diễn xướng dân gian, các trò chơi dân gian truyền thống. Trước đó, thành phố Móng Cái đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm khẳng định giá trị của Đền Xã Tắc trong lịch sử dân tộc Việt. Căn cứ vào những tài liệu lịch sử tại đền cho thấy, thần Xã, thần Tắc là hai vị thần chủ trong tín ngưỡng thờ thần Xã Tắc, khẳng định sự tồn tại cũng như vai trò của đàn tế đối với sự hình thành và phát triển của Đền Xã Tắc nói riêng và cộng đồng cư dân Móng Cái nói chung.